hai xin chào tất cả các bạn, trước mắt các bạn là hai cái phiên bản của dòng ngày sinh tông 155 2024 với phiên bản cao cấp là màu đen nâu và phiên bản ABS là màu xám. thì hai phiên bản của dòng ngày sinh tông 155 2024, thì ngày hôm nay mình sẽ quay cận cảnh hai phiên bản giữa phiên bản cao cấp và phiên bản ABS cho các bạn tham khảo nha, coi nó có những cái điểm khác nhau gì để các bạn có thể chọn được mẫu xe mà mình có thể sử dụng một cách tốt nhất nha trái của mình là phiên bản ABS với một cái màu xám xanh màu được phối giữa màu xám nhám nha các bạn với màu xanh nhám nha còn bên tay phải của mình là một màu đen nâu à, giữa cái màu à, đen bóng và màu nâu bóng nha các bạn hai mẫu màu nó trái ngược nhau một bên xám ở phiên bản ABS và một bên nâu ở phiên bản cao cấp à, Accenture 155 2024 ở phiên bản cao cấp là được trang bị khóa thông minh sẽ mặt cây ở ổ cắm sạc điện thoại 12V ở phanh trước là được trang bị phanh hai tông còn ở phiên bản ABS là cũng được trang bị ổ khóa thông minh xe cây được tích hợp cổng sạc 12V phanh trước là hai tông nhưng được trang bị thêm ABS phanh ABS còn gọi là thắng ABS thì ở cái mẫu màu xám thì mình sẽ quay cận cảnh cái mẫu màu xám cho các bạn tham khảo mẫu màu nghe thì ở cái phiên bản này sinh tông 155 ABS 2024 thì nó có tất cả là năm màu màu xanh RB nè À, màu xám xanh mình đã quay cho các bạn nè, và màu xanh, thêm một cái màu nữa là màu trắng đen và một cái màu đen. Còn ở phiên bản giới hạn là chỉ có màu monitor các bạn. Thì ở tại cửa hàng mình chưa có cái màu monitor các bạn ở phiên bản giới hạn. Còn ở phiên bản cao cấp thì có tất cả là ba màu. Đen nâu mình đang quay cho các bạn và một cái màu đỏ đen thôi các bạn thì mình sẽ quay cái phiên bản ABS với một cái màu xanh xám cho các bạn tham khảo nghe. Thì được phối giữa một cái mẫu uh, tem uh, của năm 2024 là dòng chữ 155 được phối một cái uh, tem màu xanh uh, cực kỳ là bắt mắt cũng như tạo một cái nét uh, tinh tế mới của năm 2004 để ra nhiều màu sơn cũng như phối những cái mẫu tem hoàn toàn mới cho các bạn uh, để nó gợi lên một cái nét đẹp hoàn toàn của mẫu xe tông 155 uh, ABS 2024. Mình sẽ nói về cái phanh ABS cho các bạn tham khảo nha ABS là hệ thống chống bó cứng phanh, điều chỉnh lực phanh các bạn phanh gấp ở đường chơn ướt các bạn, hạn chế được hiện tượng trượt bánh nguy hiểm, uh, để tăng cái độ ổn định cho xe uh, khi người lái xe phanh xe các bạn. Thì uh, ở cái phanh đĩa uh, trước hai bích tông kết hợp với ABS các bạn, phanh trước. Uh, trang bị kẹp má phanh là gồm 2 tông các bạn, cung cấp cái lực phanh mạnh hơn 17%, các bộ phận dẫn lực và ma sát được thiết kế uh, cứng chắc tạo nên một cái hệ thống phanh hiệu quả hơn. Thì uh, đường kính đĩa trước của uh, phiên bản ABS mới được tăng lên là 267 mm các bạn, đĩa trước á, còn uh, phiên bản thường, phiên bản cung cấp và phiên bản tiêu chuẩn là đĩa trước là 245 mm các bạn. Ở phiên bản Accenter 155 VVA thế hệ trước các bạn với một cái tỷ số truyền lực phanh tối ưu hóa mang lại cái hiệu quả gõ gạch và cảm giác uh, thoải mái hơn cho người dùng sử dụng các bạn. thì uh, lớp trước thì uh, hai cái uh, phiên bản này vẫn uh, sử dụng uh, thông số giống nhau hết các bạn. và cái vỏ uh, thì cũng sử dụng vỏ nha các bạn ở phiên bản uh, cao cấp và phiên bản ABS thì mình sẽ quay uh, phiên bản cao cấp cho các bạn tham khảo nghe. thì ở cái phiên bản cao cấp là một cái màu đen nâu mới hoàn toàn của năm 2004 các bạn được tạo nên một cái nét đặc trưng mới cũng như một cái hiệu ứng mới cho cái mẫu xe Santa 155 à, khá là hoàn thiện ở cái phiên bản 2004 các bạn được thay đổi về cái thiết kế như phần mặt nạ trước thì cũng được thiết kế một cái góc cạnh nhô lên để tạo tăng cái nét thể thao cũng như làm cho cái mẫu xe Santa 155 hoàn toàn mang một cái diện mạo mới của năm 2024 các bạn với sở hữu một cái màu đen nâu hoàn toàn mới cho các bạn có thể lựa chọn nhiều cái mẫu xe, nhiều cái màu cho để các bạn có thể chọn một cái mẫu màu mà mình ưng ý và mình thích nhất ở cái mẫu xe các bạn. Thì các bạn thấy được một cái sự bố trí màu cũng như được phối giữa một cái màu đen và cái một màu, màu nâu mới các bạn nó liền lạc nó tạo nên một cái nét đẹp ở cái phiên bản Accenter 155 phiên bản cao cấp các bạn nó được phối giữa một cái màu nâu à, đen nâu hoàn toàn mới luôn các bạn thì hai cái màu này thì nó là ná giống nhau các bạn nó chỉ có một cái hiệu ứng khi các bạn nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện được một cái màu nâu mới hoàn toàn còn ở, ở màu à, xám xanh các bạn thì nó cũng Uh, nói chung hay uh, xám với màu xanh thì nó cũng na ná giống nhau các bạn Nhưng mà nó mang uh, ở cái phiên bản màu xám xanh mình thích nhất là được cái mẫu tem Cái mẫu tem nó sẽ tót lên một cái diện màu mới Và một cái vẻ uh, đẹp mới của dòng tơ 155 VVA ABS của năm 2024 Hoàn toàn uh, một cái uh, sự đổi mới hoàn toàn các bạn. Phần trước thì mặt nạ uh, các bạn thấy không Được giữa cái mẫu ốp đầu trên thì cũng được thiết kế lại nó tăng cái góc cạnh cũng như nó dài hơn ở cái phiên bản cũ nha các bạn. Đó, phiên bản ABS mình đang quay cho các bạn đó. sử dụng địa trước thì nó lớn hơn ở phiên bản cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn các bạn. còn đây phiên bản uh, cao cấp thì uh, địa trước chỉ là 245 mm thôi các bạn. được uh, trang bị là uh, thắng đĩa trước là heo dầu hai tông các bạn. nhưng mà không có ABS các bạn. đây dẫn là heo dầu trước hai tông nhưng mà nó không có ABS. bởi vì à, uh, Yamaha uh, làm nhiều cái mẫu như phiên bản tiêu chuẩn nè phiên bản cao cấp và phiên bản ABS cho các bạn có thể nhiều sự lựa chọn bạn nào mà không thích ABS thì có thể chọn phiên bản uh, cao cấp hoặc phiên bản tiêu chuẩn còn mà bạn nào không à, thích, uh, thích ABS thì các bạn có thể chọn phiên bản ABS nó sự an toàn hả Thì mời các bạn thắng gấp nha thì ở cái mặt đồng hồ của phiên bản uh, cao cấp thì không có cái đèn ABS đồng hồ thì cũng giống nhau hết các bạn chỉ có là ở phiên bản ABS là thêm cái đèn ABS ở trên đồng hồ thôi còn phiên bản cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn là không có cái đèn ABS các bạn còn tất cả tất cả các tính năng ở trên uh, uh, hai phiên bản như phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp thì nó đều giống nhau hết các bạn đây mình uh, sẽ quay cái uh, phiên bản phiên bản ABS thì nó có thêm một cái đèn ABS tiếng giữa đây này các bạn đó mình uh, chỉ ngón tay vô cho các bạn thấy đó đó nó chỉ thêm được một cái đèn ABS thôi chứ hầu như những tính năng đều giống nhau hết các bạn về khối động cơ thì khỏi nói các bạn, động cơ 155 cc VVA phát triển trên nền tảng động cơ của G15 nha các bạn. Công sức đại đạt đến là 17,9 mã lực mạnh hơn 17% so với phiên bản này, Center 150 cc các bạn. À, một cái mẫu động cơ được trang bị là hệ thống nạp mới cho động cơ phản hồi nhẹ này các bạn. Van biến thiên VVA này các bạn với hộp số 6 cấp còn được trang bị thêm bộ nồi chống trượt axit clip các bạn. À, cực kỳ là tinh tế và ở cái mẫu động cơ quy lực đầy sức mạnh của Accenture 155 à, của năm 2024 các bạn. Thì không dừng lại ở đó, mẫu xe Accenture 155 2024 còn được trang bị thêm phanh ABS các bạn, à, sử dụng hệ thống phá thông minh xe cây, à, mặt đồng hồ hiệp full LCD đa chức năng các bạn. Mẫu xe cũng được trang bị thêm ổ cắm sạc 12V các bạn. Một cái mẫu xe Accenture 155 VVA của năm 2024 hoàn toàn thay đổi một cái diện mạo mới nha các bạn một cái phong cách mới các bạn và nhiều sự lựa chọn cho các bạn và nhiều màu mới nhất của năm 2024 nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Xin chào, hẹn các bạn lại clip tiếp theo.